hoàn cảnh khổ gì, không biết chừng nào mà có cái nhà được lấy bằng thờ, nhỏ gì thờ. Vì sau này nhỏ lớn lên đi ăn học rồi, không có nhà cửa đỡ cho nhỏ đi ăn học nữa, cháu nội. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vào chiều hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng ở đây là nơi sinh sống của ba thế hệ gồm Hóa, một cậu bé đi bán vé số và bán hộp dịch phải nuôi cho người mẹ của mình đó, với lại một người cháu. Và để tìm hiểu thật hư cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để nghe mẹ cô Hóa tâm sự về cái cuộc sống đầy rẫy sự khó khăn, phải ăn nhờ ở đậu như thế nào ha. Và chiều hôm nay thì cũng có mặt mẹ của em với lại em ở nhà nè. Chào chị ha. Chào Hóa, sớm giờ đi đâu kiếm muốn chết vậy? Đi chơi. Chị ngồi xích lại đây đi chị. Chậm vô đây chậm ơi. Sáng giờ là chị đi trị bệnh hay sao? Vậy hả? Là chị bệnh gì chị? Có giấy khám. Chị bệnh gì? Kinh. Hả? Món đầu thì bị ung kinh rồi, tới sau rồi siêu âm nội soi với giấy xét nghiệm có đầy đủ, mà nó nói bị u sơ u nang rồi nó biến chứng cái gì đó cũng không biết nữa, cái chữ bác sĩ rồi coi không có đành, có đầy đủ giấy tờ luôn. Chị năm nay bao nhiêu rồi ta? 48. Là chồng của chị là bỏ đi theo người ta. Dạ. Mấy năm rồi chị? Em nghe Hóa nói. Năm nay có 2-3 năm, 4 năm gì không? Dạ. Còn con lớn của chị là mất vì tai nạn. Nhưng mình thờ ở đâu? Không có cha ở, rồi bằng thờ ở chùa. Ở chùa hả? Ủa sao khóc? Hả? Tại hoàn cảnh khó khăn. Nghe nói tới con thì cũng hoàn cảnh nó khổ. Lúc sống mẹ con trên Bình Dương sống á, người nói bị tai nạn xe chết, trở về đây, trở về nhà trên kia cũng ở đầu người ta, đâu có nhà đâu, xin tờ để vô cái hòm nó vô đó chôn cắt nó. Thì trở về trong khi đó cũng còn thiếu người ta 20 triệu, rồi mẹ con là lưu linh lưu lạc khổ, về đây sống che chỗ này chỗ kia ở. Mình có đất cát gì không? Không. Sau khi anh hai của Hóa mất đó là bao lâu mà mẹ? Chị hai của Hóa mới bỏ con đi. Nó mất rồi cũng cỡ chừng 2 tháng mấy gì đó là ăn thâu nồi này là nó đi luôn đó. Đi luôn tới giờ luôn đó. Cuộc sống của nhà mình là chỉ có hai cái giường này thôi. Hai cái giường của người ta cho không mà. Nội nội ơi. Dạ, tre này cũng mới chòm sớm với ton này người cho mới. Trong nhà tôi không có gì hết trơn. Con coi hẹn hỏi. Rồi chị sống ở tại chỗ này là mấy năm rồi? Mới sống có mấy tháng rồi, chung là ở chỗ này mấy tháng rồi, chỗ kia mấy tháng người ta đuổi vậy đó. Dạ, không có, không có nương tựa rồi sống chỗ này chỗ kia vậy thôi. Nóc ngát của chị là ở đâu? Ở trong kinh thống nhất á. Cũng ở đậu không mà, nhờ nhờ không mà, chứ không có, chưa có nhà cửa đất cát gì chứ. Trước đây ở Bình Dương chị làm cái công việc gì hả chị ha? Làm công ty, mẹ con đi lên trên làm công ty rồi tới nó mất rồi. Buồn đời rồi về dưới đây ở. Bàn thờ thì gỡ trong chùa Bông Sơn ở trong á, trong kinh thống nhất, chợ thống nhất trong. Là một tai nạn ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Có say xỉn gì không? Không, giấc chiều nó về, nó xuống ca về, nó đi mua sữa cho con nó. Rồi nó chạy bị người ta đụng chết rồi, tôi đâu có hay đâu. Không biết ở đâu hết trơn luôn, điện hoài, sao không bắt máy điện hoài, không bắt máy tới nào. Người ta điện cho hay thì lúc đó 3 giờ mấy rồi. 3 giờ mấy rồi đi xuống dưới là phải chở vô nhà xác luôn đó.
Rồi người ta có bồi thường gì không? Đâu có biết ai đâu mà bồi thường. Vậy coi trọng coi. Thì công an cũng hay ăn kết ở đó chứ ta. Ăn kết nó xét nghiệm tử thi rồi nó cũng im ru, nó bỏ qua, nó không có bồi thường gì chứ. Nó không biết ai chứ. Rồi mình về ở đây ở được mấy tháng thôi? Mở ở mấy tháng này à? Trước đây là mình ở Thống Nhất ở bên kia ha? Ở Thống Nhất ở bên kia. Giờ ở chỗ này ở chỗ kia, nói chung là thì cũng ở cũng nhiều chỗ lắm. Chỗ này là đất đậu của anh? Dạ, đất đậu của nhà nước. Dạ, nhà nước thì không. Nhà nước ta đuổi sơ hoài. Tối ngủ ở đâu? Ngủ ở đây, hai mẹ cái con bà cháu. Chị ngủ ở đây? Dạ. Còn Hóa thì ngủ bên này? Không, mấy mẹ con bà cháu ngủ chung luôn. Mới có chị mới có bà lớn tuổi lên bà nội vậy hả? 48 rồi chị? Bà nội 48. 48 rồi. Mẹ nó đi theo trai bỏ rồi. Thì về đây là chị không có làm được cái công việc gì nữa. Tìm. Mới đầu thì bán số. Bán số rồi sau đó bệnh nó bị nhức cái giò nè, bị kinh tọ đi bán không có được. Ừ. Rồi tới sau là nó bị dông kinh tháng mấy hai tháng gì đó, bán đi không có được. Rồi ở nhà để cho hai nó đi bán nuôi. Thấy con của mình mà đẩy ngoài đường vậy đó, đẩy thêm đứa cháu nó đi bán cái gì, làm mẹ thì mình đâu có cầm lòng đặng hả chị? Đau lòng lắm chứ. Sao mình không đặt một cái bàn nào ở đó ngay chợ mình bán ta? Ngay chợ có chỗ nào chỗ người ta ở hết giờ, mình đâu có ấy lại đây đâu, với người mình không có chưa tạm với chú tạm vắng mới lại đây ở. Tại đâu có cho. Mỗi một ngày là Hóa bán được bao nhiêu tiền chị? Được có 120 tờ. Ừ. 120 tờ. Là lời đương nhiên. Là được có 120 ngàn à. Em thấy bán thêm trứng vịt nữa kìa. Có đẩy thêm trứng vịt bán nữa. Nhưng vậy thì gia đình mình ăn ngày được bao nhiêu tiền? Ăn ngày bổ đồng có 40 ngàn à, với bằng nó tiền sữa, tiền đồ đủ thứ hết trơn, với tiền thuốc nữa. Tôi ngày nào cũng có uống thuốc chứ, thuốc bắc lấy gì hợp uống. Rồi ở đây điện nước là xài sao chị? Điện nước xài câu với hàng bên đây. Ở đây là mình có người thân gì không? Không. Sao mà mình biết đến chỗ này để mình ở? Tại hồi trước có ở đây rồi, có mấy thằng cháu nó ở đây. Ở đây rồi cái đầu tôi mới ấy rồi, cái nó đi làm chỗ khác rồi. Nói chung là con cháu nó mạnh ai nó làm nó ăn rồi, chứ không có được tiếp ai chứ, nó cũng hoàn cảnh nó cũng khổ. Cái nhà này dần hết luôn là bao nhiêu tiền? Cũng ta cho không mà không có tốn tiền. Cũng ta cho không mà với mua vài chục ngàn giấy chì đồ này kia gì. Người ta cho, người ta lợi, người ta cắt, người ta cho. Là mấy miếng thiết này ở sớm mình cũng cho đó hả? Đúng rồi. Sớm người ta cũng cho với cái tre này, người sinh mớ. Thì tối ngủ mưa nó có tạt gì không? Có. Mưa lớn có tạt. Tạt ở đâu? Tạt ở trên này xuống. Trên này hả? Với ở bên đó tạt qua. Rồi tắm rửa là sao? Ở ngoài đó nó có làm cây nước cho nó. Qua bên đó hả? Người ta làm cây nước cho mình hả? Tàu Hóa là con tắm ở đây luôn hả quá? Ở đó luôn. Ở đây như vậy thì không đâu có nhà vệ sinh hết vậy? Không. Ủa mình đi vệ sinh ở đâu? Đi qua nhà của người ta đi. Kém rồi, ban đêm hôm khuya rồi sao? Đây cũng rửa bằng đêm hôm thì cũng xuống sông đi. Giờ nhà người ta bít cửa mình cũng đi xuống sông chứ biết sao giờ. Cái này là cái không gian bếp của mình hả? Dạ. Đất này là của nhà nước hay là mình ở đâu? Của nhà nước á.
của nhà nước luôn, người ta đang đuổi hoài mà. Hôm nay mình ăn cơm gì hả chị ha? Không có gì ăn, cũng tên mấy nhỏ nó bán đó, rồi người ta cho đồ ăn đem về ăn đó, bánh mì với bún đó. Với cái nồi canh không nè. Nay ta cho đồ ăn hả lấy hả? Này canh gì? Canh không á, canh rau dờ, rau mùng tơi á. Mùng tơi. Này là tôm, này là người ta cho hả? Người ta cho bánh mì với bún đem về đó. À. Cũng có một cái không gian bếp, nó kê được hai cái giường. Được, bếp ga để nấu. Bếp ga đó người ta đưa cho mượn. Má con thấy mẹ mà cứ nói chuyện mà kể về câu chuyện về anh của con á. À, mẹ con khóc quá thì con thấy như thế nào hả? Con thấy đau lòng. Thấy đau lòng. Mẹ con mỗi lần mà nhắc đến anh hai con là cứ buồn khóc à. Tại vì á anh hai con á là mẹ con nuôi từ nhỏ tới lớn là cũng rất quý. Rồi anh hai con chết rồi mẹ con đau lòng nữa. Con mắt con thấy nhiều chuyện hơn con. Dạ, thấy được cái lúc mà người nhà cho coi được lần cuối á. Là lúc đó là mẹ con còn khóc dữ hơn. 3 năm rồi chị. 3 năm rồi, tháng 8 thì tới là 3 năm. Mất mát nào nó cũng mang lại cái nỗi đau cực khổ. Và đặc biệt là đứa con mà nó lớn nó có lao động cho gia đình được. Thì bây giờ gánh nặng nó lại chồng chất, nhưng gánh nặng chồng thì bỏ đi à, theo người mới, còn con thì mất luôn. Thậm chí là có con dâu thì... Con dâu cũng bỏ đi luôn. Mặt má kia nỗi đau chưa hết thì con dâu đi nữa. Con dâu đi có nói lời nào không chị? Không. Chị quay qua đây, chị quay qua đây. Nó chỉ nói nó đi mặt là thôi, là đi luôn. Đi tới giờ không về thăm con luôn? Không. Lúc nó đi nó có về thăm được hai lần. Tới giờ luôn không có điện, không có thăm gì chứ. Như vậy thì tới nhà đám giỗ của con chị á, thì mình làm nấu ở nhà thì cúng này. Chỉ là... nấu mấy món rồi mình để mấy cái chén cúng thôi chứ có làm gì lớn lao chứ. Bây giờ thì em thấy như thế này, thật ra là để cho há mà đẩy cháu của mình đi á, thấy cũng rất là nguy hiểm luôn. Cái chiếc xe mà quá đẩy đi á, là ở ngoài đường nếu như mà mưa gió á, thì nó sẽ tạt vô cái miếng vải. Và khi mà tạt vô miếng vải, chiếc xe đó nó có thể lật bất cứ lúc nào. Và đặc biệt cần nguy hiểm hơn nữa, khi mà những cái chiếc xe lớn mà nó chạy ngang á, mà vô tình mà nó lật, cái chiếc xe đó lật ngang là nó cực kỳ nguy hiểm. Chị có suy nghĩ đến điều đó không? Khó, nhưng mà giờ hoàn cảnh khổ biết như sao chứ. Em thắc mắc cái sau mà cháu của con tên gì quên rồi hả? Trọng. À, Trọng sao không ở nhà với chị mà lại đi với Hóa đi đẩy ngoài nắng rồi như thế? Có nó đi thì lần này bán mới được. Mà nó không chịu ở nhà nữa, nó đòi đi theo không à. Nó không có chịu ở nhà nữa, nó ở nhà với nội đứa con nó cũng không chịu. Có nghĩa là có Trọng đi theo thì Hóa mới bán được nhiều số. Dạ, mới bán được nhiều mọi số. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Dạ, ta ủng hộ. Nhưng mà chị có nghĩ rằng là con và cháu của mình á, phải dầm mưa dãi nắng như vậy á, thì cái người ta ủng hộ á, nó đôi khi nó bị bệnh thì nó lại gây khó khăn hơn cho mình không? Ví dụ như bé nó quá nhỏ, nó khoảng 4 tuổi, nó nhỏ quá, nó đi theo cậu nó. Mà cậu thì có sức khỏe tốt không sao? Mà cậu mà lỡ dòng khi mưa gió mà điện không được, không có điện thoại chú. Như sáng tụi em kiếm nè. Đó, làm sao? Chị nghĩ tới đó cũng đau lòng lắm. Chứ phải không đau lòng, nhưng mà kẹt tới hoàn cảnh giờ mình quá khổ. Với thằng nhỏ nó không chịu ở nhà, nó đòi đi theo chú nữa không à. Với có nó thì người ta cũng ủng hộ mua vé số được nhiều.
bao giờ con nghĩ đến những cái nguy hiểm nó luôn rình rập sát bên con không quá? Có. Con sợ nhất là điều gì trên đoạn đường con đi bán vé số? Sợ mà xe nó người ta hỏng rồi mất lái á, nó tung việc thẳng, nó sợ kiểu nó luôn. Sợ tài xế lái đường xa, dạ, ngủ rồi người ta lạc lái cho người ta sẽ tung thẳng vào con với lại cháu. Dạ. Có bao giờ gặp cái những cái mình có gọi là mình có bao giờ mình gặp cái trường hợp đó mà mình né được không? Dạ có một lần là có một chiếc xe chở thuốc á chạy ngang con, mà con đang đẩy qua nó chạy ngang đẩy bất ngang ngờ, dạ, chạy ngang bất ngờ. Con vợ con giật chiếc xe lại á, ừ, thì chú đó té, ừ, rồi con cũng đâu có hay đâu, rồi chừng nào mà người ta chạy lại ta đỡ lên thì con mất hay. Chú đó té nặng không? Dạ chắc có nặng nhiều. Con giật cái chiếc xe lại hả? Dạ. Trong cái chiếc xe đó là có cháu của con luôn. Dạ. Rồi nó gịch lại bất ngờ. Con đẩy ngang đường tại vì chiếc xe của con nó đi đây nhanh đâu có được. Dạ. Đúng không? Con đang đẩy ngang đường lúc đó là hết xe chạy rồi. Là con đang đẩy ngang đường có chú chở thuốc chạy ụt ngang tới con không có để ý. Khi mà nghe quá mà tâm sự với chị mỗi khi quá có bao giờ tối có tâm sự với chị cái câu chuyện đó không? Có, cũng có cái gì mẹ con tỏ thẻ nói với nhau. Lúc mà bé nói như vậy thì chị suy nghĩ về điều gì? Suy nghĩ tội nghiệp cho con quá. Mình là mẹ mình không có. Không có động lực nào mà nó nuôi lo cho con được. Đau ốm bệnh hoạn rồi ở nhà. Chị biết thằng Kính Tọ hiện giờ là trang của chị Tê hay sao? Tê với đi già nó nhất đi không có được. Đi không được. Với đau bệnh đằng bà nữa. À, nhiều bệnh nó vô trong người của mình. Dạ, có giấy tờ khám đàng hoàng. Bao nhiêu bệnh chị? Con Kinh Tọ với bị u sơ u nang bệnh đằng bà. Ừ. Những ngày mà nếu như mà hóa bán không được thì tiền đâu mình trị bệnh cũng như là chi phí sinh hoạt hàng ngày. Từ đó tới giờ đâu có tiền đâu trị bệnh đâu, cũng nhờ người này người kia người ta cho. Ừ. Ta giúp đỡ gạo thóc đồ này kia cho mình ăn chứ. Ước muốn gì không? Có ước muốn được cái nhà nhỏ nhỏ để cho nhỏ lớn lên nó đi học cho nó biết chữ. Chứ để sống gì linh tinh lang tang hoài không nhà không cửa. Lớn lên tu nghiệp hai nhỏ. Vì sao mà quá là nghỉ học vậy? Vì hoàn cảnh khó khăn quá trời, tôi đi bán không được. Nó mới nghỉ học, đặng nó bán nó lo phụ giúp đỡ mẹ. Chị kêu quá nghỉ học hay là quá tự nghỉ? Tự bản thân nó nghỉ, mẹ ơi con nghỉ học. Con đi bán số phụ mẹ. Rồi lúc mà hóa nói vậy thì chị nói gì? Con ơi con ráng đi học đi, không sao đâu. Nó nói thôi đi, để con đi bụ mẹ. Chúng ta đau lòng lắm, hai mẹ con ôm nhau khóc. Nhiều khi nó học, nó cũng trốn học, nó đi bán xe dấu hoài à. Trốn học đi bán xe số. Người vốn đâu mà lấy xe số bán. Người ta bán, người ta đưa cho bán, người ta không có lấy tiền. Bán rồi đem đưa tiền cho người ta, rồi lấy tiền lợi. Có bao giờ là lúc con còn đi học là con vừa đi học vừa đi bán ở trong lớp không? Dạ, dạ có một buổi sáng là con đem cho mấy thằng mua cái. Cái buổi trưa chạy xuống dưới bến đò ngồi bán một chút xíu cái đi về xong rồi mặc đồ đi học để lại lúc đó là còn kịp giờ. Còn xui quá thì nó hết kịp giờ á, cái lên thì bị thầy mắng. Thầy la. Ừ.
Rồi lúc đó là cũng có cái tiết tinh học nữa mà mình không có chạy lên kìa. Là lúc đó là mình nghỉ ở dưới. Rồi thầy ở dưới thầy làm á. Giờ chỉ mong ước có cái nhà nhỏ nhỏ đem ăn thơ cung con về với lo cho có, hai đâu nhỏ. Có nhà. Mới gì? Không có đất đúng không? Không có đất cát gì chứ. 120 ngàn thì không đủ sinh hoạt cho việc ăn uống cũng như là trị bệnh nữa. Nó chi là không, có tiền thuê không trọ. Đủ, không đủ. 120 ngàn thì một tháng khoảng 3.6 triệu. Mà ăn uống thì ngày khoảng 70-80 luôn ha. Nhín nhúc dữ lắm luôn á. Không. Có con ngủ lúc mà mưa lớn thì con có ướt không? Dạ, không có. Không có ướt nhiều. Nó tại dắt ở bên cái khùng nước á là con nằm hơi sát mé hơn, còn kia là nó không có bị tạt nước nhiều. Con bán hết vé số hồi sáng thì hộp dịch còn không? Dạ cũng gần hết rồi. Nãy giờ nó còn như đó, nó mua cũng gần hết luôn rồi hả? Dạ. Rồi khi nào tao mới giao nữa? Trời, sáng mai người ta giao. Sáng mơ người ta mới giao. Mấy trứng? Dạ, 100 trứng. 100 trứng? Dạ. 100 trứng là lợi nhiêu chị? Sáng quá nói nha, tụi em không có gọi. Bỏ vô 31 ngàn, nó bán một chục 34 ngàn. Lợi 3 ngàn một chục. Lợi 3 ngàn, có khi người ta trả 32, 33 cuốn chừng. Ừ. 30 chục thì 100 trứng, 30 ngàn. Có 30 ngàn à. 7, 10 trứng chất lỗ luôn. Bữa đó có con nhỏ... Nó trong cái sạn qua sạn lợn nó bể đâu cũng mười mấy trứng đó. Lỗ luôn? Lỗ. Thì sao mình không để hộp dịch ngoài trước thì mình bán, mà mình lại cho con mình bán? Không có chú, tại vì bán ở đằng trước đó là xe nó không có chạy lưu không nhiều. Mà mình phải đẩy đi bán thì có mấy người á, thì người ta đỡ, rồi người ta thấy tội nghiệp, người ta mua tiếp con dài 40 cờ, dài 30-40 trứng. Nhất là ở trong cầu người muốn là bán được nhiều trứng hơn. Nhưng mà người ta đâu có ăn hộp dịch hoài mãi được, đúng không? Dạ. Lâu thì người ta mới mua thôi. Còn chứ còn mà người ta mua chừng 20 trứng là người ta chỉ dành ta ăn thôi. Nhà có tí xíu nhà có hai cái giường mà ba thế hệ. Bà nội, con và cháu. Là nhưng mà chỉ có con là 14 tuổi, chưa bước ra qua cái tuổi trưởng thành nữa. Chưa. Mới thiếu niên thôi à, mà lại gánh vác cả một gia đình luôn. Nói chung là thì thường ngày tôi cũng nhờ nó đó. Thầy nói chuyện, tao quay cho ngoài. Ừ. Khóc sợ lên hình... Xấu. Con kiếm cái gì bán khác có lời hơn cái học dịch. Dạ, học dịch đó thì nó là cũng được. Ừ. Mà những món khác đó thì con không có biết hơn bác. Đâu có tiền đâu lấy mấy cái món kia. Có biết là hot boy bán hot girl bán cà tím với lại bán khóm đúng không? Con cà tím con nướng con bán được không? Dạ không. Là chỉ biết bán vậy thôi. Dạ. Muốn. Thầy có thể có chút xíu à. Nên xin mẹ bán hộp vịt lộn thêm. Thôi hộp vịt lộn sắc xanh nữa. Rồi nó kêu đi mẹ lấy hộp vịt lộn con bán hoài mà tôi đâu có cho đâu. Với lại hộp vịt lộn bán không hết nữa. Có bữa đó bán hết lần à, đâu có hết đâu. À, nở kìa. Con quá bự rồi bán tí tí cho người ta lỗ đồ này kia. Tới giờ đâu có cho nó bán nữa. Hiện nay là còn được như đồng vốn. Hộp dịch đó là chị người ta bỏ rồi mình bán hết rồi cái ta xuống ta lấy hộp dịch cái ta đưa tiền cho người ta chứ đâu có vốn đưa người ta đâu. Còn bao nhiêu đồng vốn lấy số? Số thì chiều người ta lỡ đây nè, chiều người ta lỡ đây người ta đưa số cái người ta đưa tiền rồi. Chứ đâu có đưa trước cho người ta. Ừ, đâu có đưa mấy trước cho người ta. Tờ là 1.2 triệu. Dạ 1.2 triệu mà có lúc ta xuống ta lấy là 1.080.000. 1.080.000 dạ. Con lời được 120.000. Dạ. Đâu ơi, 1.080.000 đâu chuẩn bị ra chưa? Dạ có con để trong cặp á. Đâu lấy ra coi điểm. Lấy ra điểm cho chú coi coi. Điểm cho chú coi coi đủ không? Hồi sáng nay á là hồi sáng chung với tiền học dịch.
tiền phòng dịch thì con đã viết riêng ra rồi. Cái chi phí sinh hoạt hàng ngày là hóa chi ra hay là sao, hay là bán xong đưa cho chị? Một mình nó bán rồi nó đưa tiền tôi mua đồ ăn. Dạ. Một mình nó bán rồi nó đưa tiền tôi mua đồ ăn, rồi hai chú cháu nó đi ăn bánh ăn hàng đồ này kia nữa. Cái này gì bạn, 1.2 triệu mới cho 1.120.000 rồi sao được 1.2 triệu? Phải đi rồi ăn dọc đường á. Ăn hết nhiêu? Đi hồi sáng giờ cũng gần 60.000 rồi. Ăn gì dữ vậy? Nhỏ nó ăn nhiều. Con còn đây. Nó đòi mua đồ chơi đồ gì tùm lum vậy. Nhỏ nó ăn nhiều. Dạ. Nó ăn gì? Nó ăn ba bánh kẹo rồi đủ thứ hết trơn. Con mua cho ăn. Dạ, còn nếu mà không mua cho nó ăn lại nhảy dựng. À, mua cho ăn với lại sữa. Dạ. Rồi nó ăn hết mấy chục ngàn rồi còn lại mấy chục ngàn. Còn bốt cho. Còn lại dạ. 60.000. Còn đủ tiền lấy số không? Dạ còn. 1.080.000 đó là còn được 60. Đây, còn được 1.100.000 nè. Người ta thối lại mình 20 đúng không? Còn đây được mấy chục? Dạ 40. 40 dưới đây 20 là còn lại 60. Dạ. Con không ăn không tốn tiền mà thằng Trọng nó ăn tốn tiền quá hả? Nó tiền sữa, tiền đồ đúng. Không cho ăn là nhảy dựng, không mua kẹo là nhảy dựng hả? Dạ. Vậy thôi mình để ở nhà cho bà nội đi chứ đem đi theo chi? Sáng sớm thức dậy sớm đó. Nó chung ra ăn rồi. Sáng sớm nó dậy rồi chung ra đi lên luôn. Đi lên luôn. Mấy giờ? Là lúc đó là con, lúc đó là con vừa sáng xong là vừa thức à. Thức, không cho ở nhà là khóc. Dạ. Thường, sáng, thường sáng mấy giờ là con lên? 6 giờ mấy hả? À. 6 giờ mấy đi sáng sợ lấy đi kiết lên trên chợ nó. Tại vì ở đây, ở trên, từ đây lên chợ rồi muốn á. Là rất là nhiều người bán luôn. Ừ. Mà con mà người ta là bán trễ hơn con chừng tiếng 2 tiếng. Con là phải đi sớm thì bán trước. Dạ, con bán trước để cho nó nhanh hết rồi dòng về. Rồi ăn sáng là người ta cho ăn. Dạ, tôi cho ăn, còn không ở nhà đi mua ba ổ bánh mì không về chấm ăn. Đúng như vậy. Sữa mà của mợ chín con cho. Ừ. Cái gương mặt đẹp trai ghê luôn á. Hốc môi luôn á, gương mặt sống mũi cao, mắt hai mí, chân mày gậm nữa chứ. Người ta cho gì ăn đó, rồi nước rồi sao, nước uống. Nước uống thì đi ngang chốt thì mấy anh hỏi có uống nước không. Ừ. Thì mấy anh cũng cho. À, là mọi người cho nhiều nhưng mà có thằng Trọng nó ăn quá trời nên lỗ vốn nên còn lời ít. Đúng không? Rồi 60 ngàn sao đưa mẹ mua đồ đủ. 60.000 thì mình chung vô tiền hộp dịch nữa. Chung vô tiền hộp dịch nữa. Dạ. Hộp dịch là bao nhiêu nữa? Hộp dịch là xài là mất vốn luôn á. Như vậy là ngày nay con bán hộp dịch với chung tiền số luôn là có bao nhiêu đó hả? Tiền hộp dịch đâu sao không lấy ra cho chú đếm chú hộp coi. Hộp dịch để riêng. Đâu có rõ ràng chứ. Để riêng luôn. Đâu hộp dịch đâu. Đó. Bên đây là hộp dịch riêng nha. Hộp dịch là lấy 100 hộp, mỗi hộp là 300.000 đúng không? 301 đó. Đủ không? 301 thì chắc như là phải dư. Thiếu 203. Đủ. 200. Đủ không? 301 dư nè. Dư được nhiêu? Dư được 340.000. Bữa nay có bể không? Đó, 301, 4 trứng đó. 4 trứng mốt chiều nay ăn hả? Quán trứng mốt để luôn. Để luôn. Chiều ăn nha. Chiều ăn. Chị thấy chị mỗi ngày đi khám trị bệnh vậy là tốn bao nhiêu tiền? Có khi 100 mấy cũng không chừng. Có khi 60-70 cũng không chừng. Rồi tiền đâu mà ấy? Tiền người ta cho đó. Mới bữa hôm đi bán ông nào đó, ông đưa tôi 500. Người ta cho. Dạ, có cái chú chạy chiếc xe trắng á. Ừ. Rồi chú đó hỏi ra quay phim một con cái đạn rồi gõ không biết gõ đâu nữa. Rồi cho. Dạ. À, có mà tiền thì đi, không có thôi thì nằm ở nhà đi chứ. Đem tờ 500 về cho mẹ. Ừ. Với cái tiền số
Là hai tiền gặp lại là tổng cộng là hết 600. Ừ. Là 600 đó đó là để dành tiền cho mẹ hết bệnh. Ừ. Rồi chỉ còn tiền ở trong nhà là còn có mấy chục ngàn là quá dữ thôi. Chị bây giờ ông túi chắc còn tiền không? Không có tiền. Không có tiền. Rồi có khi nào lớn mình sẽ nghĩ là mình không có số nữa không? Dạ cũng. Hồi nhỏ là con đam mê á. Đam mê. Mấy người mà lá cờ nó dễ. Đam mê gì? Mấy cái người mà lá đò chứ. Lái đò. Đưa khách sang sông hả? Dạ. Ờ sao nhỏ mà đam mê lái đò à? Người ta có ông già lấy đồ, ông cụ lấy đồ, đứa con biết xíu. Người ta lấy đồ thì một ngày là cũng một năm là cũng gần 3-4 tỷ rồi. Cái gì lấy đồ 5-3-4 tỷ? Một ngày thì ban đêm thì chạy 5 ngàn. Còn cái đó là chủ con, chủ con lái là... Bọn con lái là tháng 3-4 triệu à, 4-5 triệu à. Chắc là dự định lấy đồ là vừa lái vừa bán giá số luôn đúng không? Làm chủ. Nói chung là không biết nói như thế nào á. Đi càng nhiều thì gặp được những cái hoàn cảnh thì nó lại khó khăn. Khó khăn thì nó nỗi khổ của, đặc biệt là cái nỗi khổ của chị, trong khi chị lại có một cái nỗi đau là mất đứa con mà nó tạo một cái nguồn thu nhập cho mình. Thậm chí là chồng bỏ đi, con dâu cũng bỏ cả con của mình để cho chị làm một cái gánh nặng luôn. Chưa hết nỗi đau này thì nỗi đau khác nó lại chồng lên. Anh là một người phụ nữ như chị thì khi mà tâm sự với tụi em như thế này thì một điều không cầm được nước mắt khi nhắc về những cái chuyện đã qua. Thì em mong rằng là chị phải cố gắng mạnh mẽ lên để mà giúp cho Quá có một cái tinh thần để mà em có thể đi bán vé số được để mà nuôi chị. Chứ gặp chị mà cứ khóc như thế này hoài thì Quá đâu có tinh thần để đi bán đâu. Mấy năm nay là tôi cố gắng hết sức luôn để lo cho hai nhỏ. Mà nhặt bệnh làm không nổi đúng không? Nhặt cái bệnh hoạn làm không nổi. Tôi mới ép buộc tôi ở nhà chứ tôi rất đau lòng cho thằng con với thằng cháu. Nếu như những người người ta không biết á, thì người ta có thể nói một cái lời mà nó cho mình một cái nỗi đau. Ba mẹ đâu mà là phải để con phải dắt nhau đi bán như vậy. Có, cũng có người ta không hiểu. Sau này ta hiểu, ta tới đến nhà, ta cũng cho gạo, cho đồ. Ta cũng động viên. Nói chung cố gắng lên thì em sẽ có thể quay trở lại. Thì hôm nay thì em với Đạt gặp được Hóa trên đoạn đường đi đẩy đi bán đó. Thì cũng cố gắng nén ở lại đây để mà tìm hiểu thật sự cuộc sống gia đình của cô Hóa cũng như là cháu cũng như là chị như thế nào. Thì em thay mặt cho cô My ở Mỹ á, chắc là gửi cho Quá để cho Quá cầm thì nữa có gì phụ mẹ ha. Cô My ơi, mình gửi cho con 1 triệu. Dạ. Con cảm ơn cô được không? Gửi cho con luôn 2 chai dầu của cô. Dạ. Chú ở Mỹ luôn, cô My ở Mỹ luôn. Dạ, cảm ơn cô. Đưa cho mẹ 1 chai, con 1 chai. Rồi chừng nữa tiền đó thì con giữ hoặc là đưa cho mẹ đi khám bệnh nữa đó. Ừ, tùy con. Sao đưa cho mẹ hết rồi tiền con lấy xuống? Con không có cần đâu. Hả? Con cũng lấy tiền thiếu rồi. Lấy tiền thiếu. Dạ. Ừ. Còn như là đưa cho mẹ. Để vốn phòng trong mình ha. Dạ, con vốn trong mình là con tự móc. Tự kiếm ha, tự kiếm. Còn bao nhiêu là đưa cho mẹ đi trị bệnh hết. Dạ. Người ta cho nhỏ 2-3 ngàn thì con để dành con móc cũng theo. Ừ. Rồi có muốn nói là gì với cô My không? Dạ, có. Nhìn cảm ơn cô My đi con. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Đã giúp đỡ gia đình con. Dạ con xin cảm ơn cô My ạ. Chị cũng nói là này nói lại tất cả mọi người cũng như cô My. Cho xin em. Thì em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ giúp cho mẹ con tôi có một cái ngôi nhà để ở, lo cho thằng nhỏ đi học hành với được thờ thằng nhỏ.
hoàn cảnh khổ gì, không biết chừng nào mà có cái nhà được lên bàn thờ nhỏ gì thờ. Vì sau này nhỏ lớn lên đi ăn học rồi, không có nhà cửa để cho nhỏ đi ăn học nữa, cháu nội. Chưa có nhà cửa để cho con, để cho con cháu đi học mà còn thiếu nợ rằng lúc ba nó bắt là đem về còn thiếu tiền ta 20 triệu, giờ chưa có khả năng để trả. Mà nhà cửa thì ông có ở, sau này sợ nó khổ không có nhà cửa ở rồi học hành chứ không biết sao giờ. Rồi thôi thì chắc có lẽ là cố gắng vượt qua. Tụi em cũng chiều một người xin phép chị tụi em về ha. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở lớp sau. Xin chân thành cảm ơn cô My đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như tất cả mình quân trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin chào và hẹn gặp lại.